Bây giờ các em đã chuẩn bị chưa cho một màn thật là hấp dẫn nha. Không bánh dặn là trong lúc mà đoàn lân múa đó là các em đừng có leo lên đây nha. Đó, đứng ở dưới coi chụp hình được rồi. Bây giờ xin mời quý vị cho một tràng pháo tay cho đoàn lân đoàn trống Thiên Ân. Thiên Ân với một phần trình diễn thật là ấn tượng với lời chúc là Thiên Ân Performing Art.
Best wish to you. Chúc quý vị có thật là nhiều niềm vui. Và bên cạnh đó thì những em nhỏ có niềm vui, nhưng mà Nina cũng được biết rằng là các người lớn, các cha mẹ, nhất là những quý vị đang có mặt ở đây hoặc là theo dõi chương trình trực tiếp của Little Sài Gòn TV, sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi về vấn đề ai sẽ là lender để cho chúng ta chọn lựa khi mà refinance hoặc là đi mua nhà. Thì ngay từ bây giờ Nina xin mời hai vị đại diện của Prime Lending đến cùng với Little Sài Gòn TV để giới thiệu đến cho quý vị biết là một công ty chuyên cho vay mượn tiền mua nhà. Và Prime Lending với Khoa Trần và Nhi Nguyễn sẽ gửi lời chúc đến cùng với tất cả quý vị nhân dịp Tết Trung Thu năm nay. Mời em. Dạ, lời đầu tiên cho em xin gửi lời... Lần đầu tiên cho em xin gửi lời chào thân thương tới quý vị khán giả đang coi livestream qua chương trình Trung Thu Tết năm nay qua đài Little Sài Gòn TV, cũng như các quý vị khán giả đang có mặt trong buổi tối ngày hôm nay. Cũng thông qua chương trình này, hai chị em xin thay mặt Prime Lending gửi lời chào tri ân tới tất cả những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của Prime Lending của chúng em. Thì em tên là Nhi Nguyễn, Loan Officer at Prime Lending, và đây là bạn làm chung với em, Khoa Trần. Chúng em là Loan Officer at Prime Lending, và Prime Lending là ngân hàng làm loan cho quý vị mượn tiền mua nhà cũng như là refinance. Đặc biệt nhà băng của chúng em có thể làm mượn loan gần 50 tiểu bang trên đất nước Hoa Kỳ này. Nếu quý vị nào đang có ý định muốn mượn loan mua nhà, và cũng như quý vị nào muốn mua nhà ngoài tiểu bang của quý vị đang ở, thì xin quý vị cũng có thể gọi điện thoại cho anh em chúng tôi tại số phone 714-213-5279 để cho anh em chúng tôi có một cơ hội giúp quý vị có thể hoàn tất một thủ tục mua nhà nhanh gọn lẹ nhất. Dạ, em xin cảm ơn. Cảm ơn Nhi, cảm ơn Khoa rất là nhiều, và cảm ơn đến Prime Lending một lần nữa, một tràng vỗ tay cho phần tài trợ của Prime Lending. Kế tiếp trong phần trình diễn văn nghệ thì quý vị hãy hướng về sân khấu để xem tiếp hai phần múa đến từ câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Bài đầu tiên thì sẽ là Rước Đèn Dưới Trăng, và bài hát múa thứ hai là Ông Trăng Xuống Chơi. Bên cạnh đó thì Nina biết là Tình Nghệ Sĩ có các em rất là giỏi, rất là dễ thương. Các con có thể giới thiệu phần trình diễn của mình. Cô cảm ơn con. Cảm ơn cô. Dạ, kính thưa quý khán thính giả, trước hết con cùng các bạn xin cảm ơn thật nhiều đến đài Little Sài Gòn TV đã tổ chức chương trình Trung Thu hôm nay. Khi nói đến Trung Thu thì chúng ta không thể không nói đến chị Hằng, chú Củi, những chiếc lồng đèn, tiếng trống cùng những lễ hội tưng bừng vui nhộn của ngày Trung Thu. Sau đây kính mời quý khán thính giả và các bạn cùng thưởng thức bài múa Đón Trung Thu sáng tác của thầy Cao Minh Hưng, do nhóm múa Queens thật dễ thương của các bạn đến từ thiếu nhi câu lạc bộ Tình Nghệ Sĩ. Trắng lung linh như cùng thắp sáng đèn đó sáng.
Hãy subscribe.